Câu chuyện éo le của đôi trẻ sắp cưới đang thu hút sự chú ý của dân mạng. Người yêu cũ luôn là đối tượng gây khó chịu với các cặp đôi, dù cô ấy hay anh ta có đang trong hoàn cảnh đáng thương đi chăng nữa thì vẫn gây rắc rối không hề nhỏ, thậm chí làm tổn thương người yêu hiện tại. Cô gái trong câu chuyện dưới đây đang trong hoàn cảnh khó xử. Bạn trai sắp cưới làm điều khuất tất sau lưng, bị phát hiện nhưng không một lời xin lỗi. Tâm sự của cô gái thu hút hàng nghìn bình luận của dân mạng. Còn 2 tuần nữa là đến ngày ăn gỏi, nhưng hôm nay phát hiện ra bạn gái cũ của người yêu sinh nhật, anh ấy đã dối mình và tổ chức cho cô ấy. Khi mình biết chuyện hỏi anh thì nhận được câu trả lời. Coi như việc cuối cùng anh làm cho cô ấy, chắc cô ấy không sống được bao lâu vì mắc ung thư đã di căn rồi. Thật lòng biết rằng không được ích kỷ nhưng mà trái tim vẫn rất đau. Mình không giận được anh sau lời giải thích ấy nhưng bỗng nhiên thấy nguội lạnh, không muốn nói chuyện và cảm thấy hình như tình cảm trong mình tổn thương lắm. Họ đã yêu nhau gần 8 năm và chia tay gần 3 năm anh mới đến với mình, cảm thấy anh vẫn sâu nặng với tình yêu đó, nhất là bây giờ cô ấy lại sắp không tồn tại. Liệu rằng trái tim anh cứ hướng mãi về cô ấy mà quên đi người sắp cùng anh về một nhà này không? Tại sao anh không nói trước với mình về việc anh sẽ làm cho cô ấy? Tại sao khi mình biết chuyện anh cũng chẳng hề cảm thấy có lỗi? Ngoài lời giải thích ấy, anh không nói gì thêm dù một câu xin lỗi với mình và mặc kệ mình ra về không cuộc điện thoại, không tin nhắn dù chỉ để biết mình đã về đến nhà an toàn chưa. Có nên xem lại tình cảm này trước khi quá muộn không? Mong các bạn hãy cho mình một lời khuyên thật lòng. Người yêu cũ luôn là đối tượng gây nhức nhối trong các mối quan hệ tình cảm. Ảnh Minh Hội. Đa phần dân mạng đều khuyên cô gái nên nhìn nhận lại mối quan hệ hiện tại. Đám cưới chưa tổ chức, cơ hội để chọn đúng người vẫn còn. Thà anh ta vẫn làm nhưng có gọi ý kiến bạn trước chứ cứ im im làm như vậy là quá coi nhẹ bạn. Nếu là mình thì sẽ không còn đám cưới nào nữa. Lấy nhau về rồi lại nghĩ đến chuyện cũ thì cũng chẳng vui vẻ gì, thành viên Hán Dương bình luận. Biết rằng hết tình còn nghĩa nhưng hành xử như anh ta dường như rất khó hiểu. Cả hai nên nói chuyện thẳng thắn với nhau, đừng để cả đời bạn lạc lõng trong chính cuộc hôn nhân của mình. Anh ta có thể là người đàn ông tốt nhưng không phải với bạn, một dân mạng khác cho ý kiến. 8 năm bên nhau, chuyện không phải tính bằng ngày hay tháng ngắn ngủi, người thấu tình sẽ rộng lượng. Có lẽ anh chàng kia hành xử thiếu tinh tế thôi, một ý kiến khác góp thêm. Chưa rõ nữ chính sẽ quyết định ra sao nhưng qua câu chuyện trên, nhiều dân mạng cho rằng nếu chưa thực sự quên mối tình cũ thì không nên bắt đầu một mối quan hệ mới. Và nếu đã yêu thì nên có tôn trọng dành cho đối phương, nhất là với những vấn đề nhạy cảm liên quan đến người cũ.